Lê Đình Minh Ngọc chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bí kíp hạnh phúc trong khung giờ quen thuộc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, con cái luôn cảm thấy bị bố mẹ kìm kẹp, không được tự do sống theo ý muốn. Có lẽ vì những người con muốn đẩy lùi ranh giới và trưởng thành nhanh hơn trong mắt bố mẹ, hoặc cũng có thể bởi vì bố mẹ đang quá cố gắng kiểm soát cuộc sống của con. Ở vấn đề này, chúng ta sẽ gặp câu chuyện gì? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Tụi bay con đi chơi, má đi chơi. Đứng lại. Chị đi chơi hả? Dạ. Chị đi với ai? Đi với bạn con. Ủa thì đúng rồi, thì con đi chơi, con đi vui vẻ thì cũng phải đi với bạn con, chứ không lẽ con đi chơi với kẻ thù. Vậy má hỏi chi nữa? Ý là má muốn hỏi là con đi chơi với bạn con, nhưng nó là con trai hay nó là con gái, nhà nó ở đâu, nó bao nhiêu tuổi, cha mẹ nó là ai, nó học tới đâu, nghề nghiệp nó là cái gì? Trời ơi, sao điều tra nhân khẩu người ta dữ vậy? Con nói rồi má cũng có biết đâu. Trời đất ơi, vấn đề không phải là tôi cần biết, nghĩa là bạn của cô không những như vậy mà còn phải biết là đi đâu và làm cái gì, để nếu như có cái chuyện gì thì tôi mới biết đường, mà coi như là đi trình báo với là chính quyền địa phương. Đúng không? Chứ mà đâu phải muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ngồi đây canh chờ con. Canh chờ. Dạ được rồi má. Lần sau con đi chơi con sẽ làm đơn, xong rồi con sẽ làm bản cam kết cho má gửi lên chính quyền nha. Còn bây giờ con tới giờ hẹn rồi, con đi trước nha má. Nói chuyện hết. Rồi sao? Sao? Con cái vậy đó, nói chưa hết thì nó bỏ đi chạy rồi. Bà là mẹ nó. Mày không có cách quản lý những cái mối quan hệ của nó. Có chứ, quản lý chặt dữ lắm đó. Ông ấy điện thoại tụi nó là tôi canh hết á, tôi rình, tôi mở ra tôi coi hết trơn cái trội đó, mà tôi còn làm không lợi nó đó. Mấy đứa con mình bây giờ tôi thấy đứa nào nó cũng muốn qua mặt tôi với bà. Đúng. Chuyện sinh dạy nó đâu phải chuyện đơn giản. Đúng. Bà cũng thừa biết rồi, có con gái ở trong nhà giống như hũ mắm treo đầu dừa, mà cái đám con trai nó đang dập dìu trước cửa nhà mình, đứa nào trên tay cũng cầm bịch bún, hay khơ hở một cái là nó phóng vô nó ăn bún với mắm liền. Bà phải quan tâm theo dõi nó và kiểm tra từng mối quan hệ của nó. Ủa nhưng mà không biết là bằng cách nào đấy nè. Bà để tôi tính. Alo. À, tôi là ba của ông Kim. Cậu là ai? Cậu tên gì? Cha mẹ còn sống đủ đầy rồi không? Củ quyền thân tổ đông không? Nhà ở đâu? Ba. Tới đây làm cái gì? Hả? Ba kỳ quá, điện thoại của con mà. Alo. Kim nè. Biết rồi. Chờ xíu nha, Kim ra liền. Xin lỗi nha. Mày đang nói chuyện với ai á? Bạn mới của con. Bạn mới mày sao tao không biết? Bạn cũng mới quen sao mà ba biết được? Nhà nó ở đâu? Nhà... Ba má nó tên gì? Cái gì vậy ba? Ba nó làm nghề gì? Má nó làm nghề gì? Anh em nó bao nhiêu người? Nó có vợ chưa? Bao nhiêu người yêu nếu chưa có? Trời ơi ba ơi, bạn cũng mới quen thôi, con còn chưa biết hết nữa, sao con nói với ba được? Mà không lẽ con quen ai cũng phải liệt kê hết cho ba má biết hả? Thằng đó tên gì nó nghe con á? Tên Sâm. Gì vậy ba? Bạn của con ba chia làm hai phe, phe bên đây là giống cái, phe bên đây giống đực, mà tại sao cái nem Sâm không có trong đây hả? Thằng này mới quen phải không? Con nói rồi, bạn con mới quen thôi à, làm sao mà có trong danh sách thì được? Trời ơi, ghi cái danh sách bạn bè mới ghê chứ. Ba là ba của con, ba không quản lý con về tất cả những cái mối quan hệ ha. Bây giờ con đi vậy nè, thằng này tốt hay xấu? Bây giờ nó tới nhà nó chở gái ba đi hả? Đâu có được. Kêu nó vô đây biểu. Ôi ba ơi, làm sao? Kêu nó vô đây biểu. Con với ảnh là bạn rất là bình thường, bây giờ đi chơi với nguyên đám bạn mà nhà ảnh kế bên đây nè, ảnh mới chở con đi thôi, tự nhiên kêu người ta vô làm cái gì?
kêu nó vô đây, nó đưa cái giấy chứng minh nhân dân hoặc nó đưa cái hộ khẩu ca tay ba cũng được ha. Xong nó chở con về đây an toàn, ba sẽ trả lại những giấy tờ cho nó. Chở con gái mà đi chơi mà làm như đi thuê đồ hay đi cầm đồ vậy đó, ba kỳ quá à. Tao không cho mày đi. Sao không cho? Kỳ cục ghê, tự nhiên bây giờ tự nhiên quản lý mà con lớn rồi, con biết phân biệt người tốt người xấu chứ bộ, tự nhiên ba làm như con nít vậy á. Mày hay quá, mày biết người tốt người xấu. Đây nè, từng tuổi này nè, đầu của ba bạc trắng á nè, mà ba còn bị lầm đó. Con bao nhiêu tuổi mà nhất là con là con gái nữa, cái mối quan hệ bây giờ phức tạp lắm ha. Mày muốn con bằng tuổi ba đi ha, rồi con muốn gì cũng được, chứ còn bây giờ con chưa đâu. Con biết lựa bạn chơi nè, thí dụ như mà con nhìn là con biết người tốt người xấu liền. Con là con ba mà, nên giờ con đi vũ trường nên trễ á thì nó không có hay, nó mất cái nhạc hay. Giờ con đi nha, có gì mình về mình nói tiếp nha ba nha. Đứng lại, không đi, phải giải quyết vấn đề này dứt khoát. Con không đi, đi mà. Ba nói cho con biết nha, con đi vũ trường ba đi theo con vô trọng. Làm gì trong đó? Ba quan sát. Ủa tuổi này vô vũ trường không được à? Trời ơi ba ơi, tóc qua bạc trắng rồi ba vô vũ trường nó kỳ lắm luôn á. Làm gì kỳ, đừng nói tôi không biết, có những tay đầu còn bạc hơn tôi dắt bồ nhí vô trọng nhảy nhót cái động tôi biết mà. Ủa, nhưng mà con đi đông người không? Con đi đông người, con đi nguyên nhóm bạn. Nguyên một nhóm bạn ba? Dạ đúng. Đây là cơ hội tốt để ba vô đó ba gặp hết tất cả những người trong bạn bè của con, ba biết mặt hay ba làm quen để sau này ba không có bỡ ngỡ thì mối quan hệ của con. Không. Bây giờ con có quyết định cho ba đi không? Không có được, bây giờ ba cho con đi với người ta chở ngoài kia kìa. Cái thằng cốt độ của nó chờ kệ nó ha. Bây giờ con không muốn ba đi, vậy thì ba sẽ cử một người khác đẹp, lịch sự. Con nhìn thấy cách ăn mặc của họ là con sẽ cảm thấy tự hào khi con đi chung với người đó bước vô trong vũ trường. Ai, thằng Phát hả? Thôi chịu đâu nha. Không phải thằng Phát, hãy hướng mắt lên lễ đài và nhìn mỹ nhân xuất hiện. Xuống đi cưng. Giữa bộ đồ này xuất hiện trong vũ trường được không con? Sao? Con đã thấy hài lòng chưa? Rất là mô đen. Sẵn sàng đi với con đi vào vũ trường. Má sẽ bảo vệ con và má sẽ kiểm soát được tất cả những mối quan hệ của con. Nào, hai mẹ con mình tiến đến vũ trường. Music. Ngay đây luôn đi, không có đây đâu rồi ta tôi. Nó ở nhà. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta chính là quản lý các mối quan hệ. Và để cùng giải đáp thắc mắc cho Minh Ngọc cũng như quý vị khán giả, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào anh. Xin chào Minh Ngọc và xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời anh ạ. Theo dõi câu chuyện vừa rồi thì em cảm thấy hơi tội cho cô Kim, bởi vì suốt ngày bị ông Trung và bà Thủy kiểm soát như thế. Và đây cũng là một trong những trường hợp chúng ta rất là dễ gặp ở những gia đình có người con gái đang tuổi trưởng thành. Tại vì mọi người vẫn hay nói rằng là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi sẽ biết bạn là người như thế nào mà. Nên thành ra rằng là kiểm soát bạn bè cũng là một cái cách mà để giúp cho các bậc cha mẹ có thể kiểm soát hoặc là quản lý được con mình. Nhưng mà kiểm soát tới mức nào và máy móc tới cái mức mà giống như ông Trung và Thủy thì quả thật là lúc này nó không còn là cái sự quan tâm nữa, mà nó sẽ giống như là một cái sự kiểm soát một cách rất là chặt chẽ rồi. Và cái việc là ba mẹ mong muốn tham dự với con trong những cái chương trình nhất định thì nó cũng hợp lý ở một số những cái hoạt động. Ví dụ như có thể là ngày sinh nhật hoặc là cái ngày họp mặt nào đó mà mang tính chất trang trọng đó, thì có ba mẹ thì có thể là cái không khí nó lại thêm phần gọi là có ý nghĩa hơn. Nhưng mà rõ ràng rằng là ngày hôm nay thì cô Kim lại đang đi đến tụ họp với bạn bè. Và sự xuất hiện của người mẹ trong trường hợp này thì rõ ràng là nó không phù hợp rồi. Dẫu biết là hành động của bố mẹ là việc quan tâm và yêu thương, nhưng mà để từ quan tâm, yêu thương trở thành quản lý và kiểm soát là một ranh giới rất là gần. Nhưng những người con thì cũng đã trưởng thành và cũng đã có thể tự sàng lọc những mối quan hệ và tự lo cho mình rồi. Vậy thì liệu đến một độ tuổi nào đó thì việc kiểm soát của bố mẹ em nghĩ là đã không cần thiết nữa? Hoàn toàn đồng ý với Minh Ngọc. Bởi vì những cái tuổi nhỏ đó, khi mà con học cấp 1, cấp 2 thì đúng là các bậc cha mẹ nên biết rằng là bạn của con mình là ai, để lỡ như trong trường hợp có cái gì đó nó xảy ra đó thì ba mẹ sẽ biết được là đâu sẽ là cái đầu mối để các bậc ba mẹ có thể hỏi về thông tin của con mình. Nhưng mà khi mà con lớn hơn đó, đến độ tuổi cấp 3 và đặc biệt là sau cái tuổi 18 là cái tuổi trưởng thành, và nếu như lúc này cha mẹ vẫn giữ cái mô thức quản lý con giống như khi mà con còn nhỏ đó, thì nó sẽ tạo một cái sự bó buộc và tâm lý không thoải mái ở con.
Và điều đó nó cũng đồng nghĩa với việc là con sẽ giải mã cái sự quan tâm nó theo hướng là như vậy là cha mẹ không có tin tưởng vào con và không có trao quyền cho con tự quyết định trong cái việc là chọn lọc các cái mối quan hệ. Vậy thì cái điều đó nó sẽ dẫn đến là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có thể nó sẽ càng ngày càng đẩy xa ra. Và thành ra cuối cùng là ba mẹ thì không có được thông tin mà con thì lại không có được cái sự thoải mái. Vậy thì cả hai trường hợp này nó đều không có tốt cho về phía cha mẹ cũng như là về phía con cái rồi, đúng không Minh Ngọc? Dạ, em thấy nếu mà để đẩy tới mức kiểm soát như vậy người con không thoải mái thì sẽ làm cho mối liên kết và tình cảm giữa hai bên trở nên không thoải mái. Và em nghĩ là cũng sẽ bị khó chịu nữa. Chắc chắn rồi. Việc ba mẹ quản lý các cái mối quan hệ của con nó là một cái điều cần thiết. Nhưng mà quan trọng là cái cách nào đó thì các bậc cha mẹ cũng cần phải chọn lựa cái cách thức cho nó phù hợp. Khi mà lớn hơn rồi đó thì các bậc cha mẹ phải thay đổi cái cách quản lý và quan tâm đến con của mình bằng cách là mình cứ hỏi thăm con của mình xem là ví dụ như mỗi ngày khi mà con đi đâu đó về đó thì các bậc cha mẹ có thể nói chuyện với con để hỏi xem là ngày hôm nay thì con đi đâu và có cái điều gì mà làm cho con cảm thấy thú vị hoặc là có những cái điều gì mà con cảm thấy là không có vui vẻ hay không, thì chính cái điều đó nó sẽ tạo được một cái không khí chia sẻ và từ đó thì dẫn đến cái việc là khi mà có cái chuyện gì chẳng hạn hoặc có một cái mối quan hệ mới thì những người con sẽ tự động về chia sẻ với ba mẹ của mình chứ không cần ba mẹ phải tra hỏi theo cái cách thức mà giống như là ông Trung và bà Thủy trong cái chương trình ngày hôm nay. Và như vậy thì cả hai bên đều thoải mái và khi mà ba mẹ tin tưởng vào con cái thì con cái cũng sẽ tự xác lập cái trách nhiệm để làm sao đó mình có những cái hành động đúng mực và không có làm ảnh hưởng đến cái sự quan tâm cũng như là cái niềm tin mà ba mẹ dành cho mình. Dạ, gọi là quan tâm một cách khéo léo đúng không ạ? Cũng là khai thác thông tin nhưng một bên thì là để người con tự động chia sẻ những câu chuyện hàng ngày, còn một bên là cô gái này sẽ không muốn kể và cũng không muốn nói, thậm chí có những hành động tiêu cực để mà giúp bảo vệ quyền riêng tư của mình nữa. Đúng rồi, đó là một nghệ thuật đúng không anh Ngọc? Và khi mà các bậc cha mẹ làm được điều này thì các bậc cha mẹ hoàn toàn yên tâm rằng là ở nhà mình không chỉ là cha là mẹ mà mình còn là những người bạn lớn của con. Mình có thể hỏi thăm, mình có thể chia sẻ, mình có thể trao đổi những cái kinh nghiệm hoặc các vấn đề trong cuộc sống. Và cái thói quen này nếu như được hình thành từ nhỏ đó thì đến khi mà lớn lên á, con cái cũng sẽ luôn luôn làm theo cái điều này. Bởi vì khi mà cha mẹ mình là một người biết lắng nghe, là một người biết quan tâm và có thể chia sẻ và hướng dẫn cho mình trong những trường hợp cần thiết thì chắc chắn rằng là những người con cũng sẽ về và coi như cha mẹ của mình là những người bạn đồng hành. Vậy thì trong trường hợp cụ thể của chúng ta ngày hôm nay thì chị Kim phải làm gì để có thể giúp cho bố mẹ của mình hiểu và từ đó đưa ra một cách quan tâm gần gũi cũng như là thoải mái hơn? Trong ngày hôm nay thì có lẽ nó sẽ có những cái khó bởi vì ông Trung bà Thủy thì cái nếp nghĩ hay là cái cách làm này chắc là đã thực hiện một cái thời gian rất là dài rồi. Nhưng mà không phải rằng là chúng ta không có cách nào cả. Quân nghĩ là trong trường hợp này đó, chị Kim hãy ngồi lại nói chuyện với lại ba mẹ một cách rất là nhẹ nhàng, một cách rất là chân tình để cho ba mẹ hiểu được rằng là ba mẹ ơi, con đã lớn rồi và con đã học được rất nhiều điều từ ba mẹ trong cái việc chọn lọc các mối quan hệ, nên ba mẹ hãy cứ tin con đi và hãy trao cho con cái quyền tự quyết định một cách nhất định trong cuộc sống này, để khi mà có những cái chuyện gì đó xảy ra thì con về con kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ không phải mất công mất thời gian để quản lý các cái mối quan hệ của con nữa. Và khi mà mình thể hiện cái điều đó một cách rất là chân thành đó thì con tin rằng là ba mẹ sẽ có cái sự thấu hiểu. Và đồng thời với cái lời nói đó thì những cái lần đi chơi tiếp theo đó, cô Kim cũng sẽ phải làm cái thao tác giống như mình đã từng nói với ba mẹ, đó là mình về mình chia sẻ lại cái câu chuyện của một ngày hay là các cái mối quan hệ mình có. Và dần dần như vậy thì ba mẹ sẽ có được cái niềm tin rằng là con gái của mình có đi đâu chăng nữa thì về cũng kể cho mình nghe. Và khi mà đã tin rồi đó thì đâu có cần phải kiểm soát nữa. Và lúc đó thì cô Kim cũng sẽ cảm thấy rằng là mình có được cái sự tự chủ hơn trong cuộc sống. Nên là cái sự đối thoại trong cái bầu không khí chân thành và cái sự mong mỏi một cách tha thiết thì Quân tin rằng là ông Trung bà Thủy của chúng ta có thể thấu hiểu con gái của mình và cái mối quan hệ nó sẽ được cải thiện theo cái chiều hướng tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân với những chia sẻ vô cùng hữu ích dành cho quý vị khán giả. Như vậy là khi chúng ta gặp phải trường hợp tương tự thì chúng ta cũng đã biết cách để mà hóa giải một cách êm đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong gia đình. Và Minh Ngọc còn nhiều bí kíp nữa muốn chia sẻ với quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ 2, thứ 3, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn đến đây thì Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nói lý do tại sao ở mà tới 2 giờ sáng mới về. Dạ, tại vì con phải đi tiếp khách rồi mà.
tụi bay ỷ tụi bay còn trẻ, tụi bay có thể lướt được hả? Mày thức khuya riết đi, rồi vài năm nữa lục phủ ngũ tạng của tụi bay nó sẽ lão quá.